Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 134 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ để không mất thời gian mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây Tiếp theo tập trước lại nói lúc bấy giờ đầu lĩnh AH của Đại Đô Sơn rất nhanh đã phát hiện ra dị động. Gã lập tức hạ lệnh cho tất cả sơn trại cấm thân hữu thăm dò núi. Người vi phạm thì xử tử. Lại trải qua tra hỏi biết giã kê chạy chạy chủ từng trước mặt mọi người oán hận A à Thị Đại Tộc Trưởng quá mức kiêu ngạo. Bắt người cướp của mới kéo phiền toái về cho đô đô chạy, nên giả ý mời y tới uống rượu. Sau đó một đao chém đầu y rồi lại phái cháu trai là A Quế đi tiếp quản trại lúc này mới tạm ổn định lại. Nhưng lúc này lòng người dao động, một khi dao động rất khó an định lại. Man nhân lại không sở trường về ổn định quân tâm, chỉ biết lấy tộc quy tàn khốc nghiêm trị không tha, ngược lại còn khơi dậy khiến cho vài tộc nhân âm thầm phản đối. Thừa dịp lúc ban đêm vụng trộm chuồn ra núi trốn đi càng ngày càng nhiều. A AH Hắc bất đắc dĩ đành phải toàn lực rút lui các trại binh mã, vứt bỏ rất nhiều trại, binh tướng toàn bộ ra nơi hiểm yếu giữa năm dinh đô đô sơn nhằm dựa vào nơi hiểm yếu cùng quân minh kéo dài tác chiến cho đến khi quan binh suy sụp khi đó lại là, là a thị y ở nơi này xưng vương trong quân của lý sâm hiện tại đang chỉnh đốn trong khoảng thời gian tác chiến này người có công thưởng có người dũng cảm cũng thưởng người bị thương thì được tiền an ủi có người chết thì được tiền tử tuất mà trong quân thật sự cũng có một số nhỏ là người sợ chết mỗi lần tác chiến đều nao núng ở sau sau đó phô trương thanh thế căn bản e sợ những lão binh dày dặn phát hiện chỉ điểm sẽ lập tức bị chạm đầu. Thưởng phạt phân minh khiến cho sĩ khí quân tâm dù trải qua thất bại cũng không bị tiêu tán. Trong lúc quan binh tìm hiểu địa hình gần trại đô đô có thể dùng hỏa công mà tiến hành xử lý. Có chỗ mượn dùng đầm lầy, lưng núi và thiên nhiên để che giấu đơn giản. Có rừng cây có thể chú binh trông coi, hết thảy chuẩn bị, đã sắp xếp, đại chiến cũng sắp tới. Lúc này, quanh Dương Lăng đều là tướng lĩnh, nhung trang chỉnh tề, một đám ngưng thần nghe hắn kể lại tỉ mỉ kế hoạch của ban tác chiến. Dương Lăng nghe các bộ phận cần chấp hành nhiệm vụ bố trí xong, hắn nói: "Lần này chia vây kín, yêu cầu trận chiến phải xong. Đám phí vốn nỉ vào người và thế đất hiểm. trong núi còn có đầm lầy, suối, sơn động, địa huyết. hơn nữa có những sơn lĩnh không sinh tất có. Man nhân hiểu biết địa hình, tất sẽ trốn tránh chỗ hiểm mà lao đến, cho nên các bộ phận vẫn không thể sơ xuất được." Sau đấy, hắn chỉ đôi đôi chạy ở trên sa bàn nói: "Lần này tác chiến, chính diện tấn công mạnh, đánh nghi binh hai cánh phối hợp tới gần chủ công ngũ đô đô do bản quan tự mình đốc tiến trước dễ sau khó cuối cùng mới lấy đại đô đô sơn thôi quý giật mình nói đại nhân ngũ đô đô sơn do a dương bảo đệ của a hắc cảnh giữ dưới chân núi có cáp mồ lĩnh do bản thạch trồng chất mà thành địa thế hiểm trở ở giữa còn có một thác nước kỳ hiểm vô cùng chúng ta mỗi lần tấn công núi đều không có lựa chọn nơi đấy đó là vì vậy cáp mồ mồ lĩnh không sợ hỏa công nếu cứng rắn mà công kích thì quá mức hung hiểm rồi. Lý Sâm nghiêm trọng nói. Đại nhân, cạp màu lĩnh là do em rẻ của A Đương là lưu lãng khác. Người này nguyên là vệ sở quan binh của Bảo Ninh. Lúc đấy có quan viên lừa gạt ép mua nhà đất của hắn khiến cho lão phụ bệnh tới bỏ mình. Người này giết quan tạo phán, trốn vào trong núi rừng. Sau lại đầu phục đôi trưởng văn nhân. Người này một thân võ nghệ, hùng hãn, dũng mãnh cũng là hảo hán số 1 số 2 trong sân trại man nhân. A Đường vô cùng thưởng thức hắn ta, còn đem muội tử mà gả cho hắn. Hiện tại, hắn là đại tướng thứ nhất dưới tay của A à Đường, là tâm phúc của y. Có người này canh giữ cửa ải cấp mô lĩnh, sợ là rất khó mà đánh chiếm. Ngũ Đồ Đồ tuy là một tòa thấp nhất bên trong quần sơn, sợ là cũng khó mà đánh chiếm được. Nếu như đại nhân quyết ý lấy Ngũ Đồ Đồ trái, như vậy mặt tướng xin làm tiên phong. Chu Nhượng Cận vừa nghe liền khuyên nhủ, đại nhân, ngài thống soái toàn quân, trách nhiệm trọng đại, không thể dễ dàng mạo hiểm, Ngài cứ ở một chỗ chỉ trương Chỉ phương hướng cho chúng ta là được rồi Dương Lăng thẳng như nói Ngũ đô đô trái Mặc dù ở trong tay A Đương Nhưng các mô này đã bị bản quan đánh hạ rồi Chúng quan viên chấn động Dùng mắt mà hỏi nhau Lại không biết là ai ra bình Không ngờ lặng yên không một tiếng động Lấy được các mô lĩnh mà không ai biết gì Hiển nhiên đôi trưởng man nhân cũng không biết Nên tới giờ cũng không có phái người đoạt lại Người này bản lĩnh cũng quá lớn rồi tất cả mọi người thầm giật mình chỉ có yên cao tài mỉm cười không nói phong tam chính vui vẻ nói đại nhân tính cách bình tĩnh sắp xuất binh mới nói ra tin tức tốt như vậy không biết là vị tướng quân nào dũng mãnh phi thường lập công trước vậy dương lăng cười ha hà nói người này ngay trong trứng của ta cát lão tí mời đi ra đi phía sau rèm cửa vẫn chưa có người nào đầu tiên là một loạt tiếng vang mới có một lão nhân lưng gù chậm rãi đi đến người này tóc dài trắng xóa xóa hết lên gương mặt nhợt nhạt ban ngày cũng khiến cho người ta phát lạnh lão mặc áo tơi quần tơi chợt nhìn còn tưởng người đánh cá chỉ có điều mái tóc bạc hơi quỷ dị người này giữa mắt cá chân tay thắt lưng đều có trung đồng đi lại tạo ra âm thanh hỗn độn người nghe cũng thấy phiền lòng có quan viên giật mình hôn nhỏ lão tỷ hóa ra là mưu gia lão tỷ bọn họ cũng không nói lớn nhưng người bên cạnh cũng nghe được hóa ra các lão tỷ không phải tên của ông ta lão tỷ là từ địa phương để gọi mưu gia vu sư dương lăng cười nói các lão tỷ thường xuyên đi tới đô đô trái hái thảo dược giúp dân ở đấy bỏ bệnh trừ tà rất được kính trọng chu nhận cận há hốc mồm kéo kéo tay áo của dương lăng thấp giọng nói đại nhân ngài ngài muốn dùng vu sư tấn công các mô nham hay sao dương lăng bật cười nói đương nhiên đương nhiên là không phải Mông lão tiên sinh khẳng khái hỗ trợ Ở giữa đắp cầu đắp mối Lùi tới hòa giải Hiện giờ lưu lãng đã đổ nhập bản quan Đáp ứng làm nội ứng Cửa hiểm yếu này thế nào cũng không sao cả Thôi quý không dám tin mà nói Sao đại nhân có thể thuyết phục lưu lãng phản bội hay sao Dương lăng cười ha hà nói Chuyện nào có đáng gì Một đỉnh ô xa Hai khoảnh thổ địa Ba ngàn lượng bạc trắng Lưu lãng cắp mồ lĩnh Sẽ thành tảng đá kê chân của bản quan đô đô chạy thế núi hùng vĩ vách đá dốc thẳng đứng bóng cây che lấp cả mặt trời bụi rậm trùng sinh trải qua mấy ngày liền mưa to cọ rửa đường hẹp quanh co như ruột dê đã thấy bụi cỏ bên dưới và đất cát bên trong thân cây vẫn vô cùng lầy lội đi không được bao xa thì giày đã dính toàn bùn lầy dường như lớp bùn lầy này nặng cả 10 cân khiến người ta cất bước cũng rất khó khăn công sai nha dịch và cường dân ở các huyện lân cận đều được điều động đến bao vây tứ phía mở ra một vành đai cách ly tránh lửa lấy đại long đàm lượng thương khấu qua đại thạch bàn làm phòng tuyến phía đông phía tây thì xây võ tiểu nga mi cách ly phía tây nam là sông lạc nhạn bình phong tự nhiên phía bắc liền là đường núi hiểm trở nối thông với đại trại Kiểu ti sơn dọc đường đi sườn đồi sâu không ngừng nối gót chính giữa hiểm yếu lại là do đại quân tống tiểu ai đóng quân không cần phải người trông coi quân đội phía trước quan binh không còn dơ cao lá chắn từng phút từng giây phòng bị cạm bẫy hay là cơ quan dưới chân cung nỏ ở trong lùm cây đá tảng lôi thạch gỗ lăn trên vách núi xuống bộ đội tiền phong lúc lên núi khiêng củi gỗ dễ cháy đến bên rừng rậm dày đặc thì phóng hỏa quan binh phía sau thanh lý sạch sẽ một bên của mình ngọn lửa lớn tức thì cuồn cuộn khởi lan vào trong rừng sâu ngọn lửa lớn không những phá hỏng những cơ quan ám hố trong rừng hơn nữa ngọn lửa còn chưa đến nơi khó lửa mù mịt đã đuổi bọn man phỉ phải chạy ra ngoài. Bọn chúng cùng bọn giá thú kinh hãi chạy ra khỏi rừng rậm hướng về nơi sâu hơn. Quan binh thì ung dung chậm rãi đuổi theo sau, dọc đường dập tắt tàn lửa, từng bước thận trọng mà tiến. Ngọn lửa đã đun cứng lớp bùn lầy ở dưới đất, đi lại không chậm như lúc ban đầu khi đi vào trong rừng rậm nữa. Khi gặp phải thế núi hoặc đầm lầy, làm cắt ngang ngọn lửa, quan binh liền châm hỏa lần nữa. Bọn man phỉ khi mất đi lợi thế về địa hình hiểm trở cuối cùng cũng đành chấn thủ ở nơi không có cỏ cây để đốt cũng khó lòng ứng phó được với thế công kích của quân binh Húng hồ khói nồng nặc hun đến mắt họ sưng tới như quả đào tầm nhìn khó khăn cho nên khó lòng mà hình thành thế trở kích hiệu quả quân binh trước tiên châm lửa công phá đống bố đá và hồng nham tiếp theo hướng đến công kích điểm quân sự trọng yếu a AH h khoang mang vội vàng tổ chức sĩ binh lập thành tuyến phòng bị thứ hai đồng thời chống chọi với đám khói mịt mù cố gắng thanh lý đám cỗ lau dễ bốc lửa tránh đại họa lan rộng qua đây trọng binh đều bố trí ở chính diện để chống địch chính vào lúc này tả hữu hai bên đều có khói lửa chuyển đến quan binh hai phía cũng phát động công kích a hắc kinh hãi vội vàng gọi a ngoã a quế hai người chia nhau so lĩnh người ngựa ở trong trại nghênh giặc cả hai phía hiểm phong và tả hữu quan binh lấy lửa làm vũ khí tuy lửa mà tiến lên tình hình chiến sự của hai bên trong làn khói lửa vẫn vô cùng kịch liệt Tuy nhiên, mất đi sự yểm hộ của rừng rậm, người man giống như bị một con cá trạch bị cho vào lò cho vậy. Còn quân binh lúc này chẳng còn lo lắng sợ hãi về ám khí cạm bẫy trái phải nên càng chiến lại càng sung mãn. Cuộc chiến tuy diễn ra chậm rãi, thế nhưng từng bước chắc nịch, kiên quyết tiến vào địa phận quân sự trọng yếu của Man Phi. Chiều ngày hôm sau, Dương Lăng cùng Thôi Quý dẫn theo 36.000 người, nhân lúc quân chủ lực của Man Phi đang nghịch địch ở chính diện, Tả Hữu đang chống chọi, liền lặng lẽ đánh về phía Ngũ Đô Đô tại cáp mỗ tại cáp mẫu lĩnh lưu lãng đang nằm trên một tảng đá thạch lớn có đỉnh bằng phẳng bốn vách như được cột rũa đầu tựa lên cánh tay hắn đờ đẫn nhìn về khoảng trời xanh thẳm trong không trung thoang thoảng đưa đến đám mây đẩy sương khói còn có chút mơ hồ vị khâm sai đại nhân này cũng thật lợi hại nghe nói trước kia man nhân tắc loạn có rất ít quan binh có thể đánh đến nơi này nhưng nơi hiểm trở vô bờ như bạc vương sơn đồng la lĩnh lăng tiêu thành chỉ riêng một địa điểm kể trên cũng đủ cản trở quân binh mười năm trời chẳng trách man nhân chẳng xem triều đình ra gì cả lần này tất cả đều bị dẹp bằng trước núi cửu ti chỉ còn lại nơi hiểm yếu là đô đô trại này mà thôi quân minh thế như hỏa công e rằng đô đô trại cũng chẳng chống đỡ được mấy hôm nữa hắn thầm nghĩ bụng cũng may là đã nghe lời cắt lão ti kết nối đường dây với triều đình nếu không lão tử cũng phải chôn thây ở chỗ này với bọn man tử rồi lưu lãng nhổ cọng cỏ trong miệng bò dậy nhìn về phía xa lão tử còn phải trở về chính là thủ bị đường đường là quan thủ bị kia còn hơn cái tên súc sinh miêu bách khổ đoạt tiền sản của ta hại chết phụ thân của ta nghe nói oa nhi mẹ hắn vẫn chưa tái giá vì sợ con trai mình bị con của vệ sở địa phương ức hiếp dọn đến quê ở phụ nữ tốt này theo ta chẳng được hưởng phúc một ngày hề, hey, nhưng ta vẫn không dám nghe ngóng trung tích của hai mẹ con quan phủ thì đang chuyên á ta mà cái à quỷ phụ kia cũng đang dòm ngó ta cắt gao lần này lão tử cũng là đại quan rồi áo gấm vẻ lăng quay đầu tìm lại hai mẹ con của nàng ta cái đám sục sinh dám ức kiếp ta mở mắt ra mà xem đi <cười> <cười> lưu lãng nghĩ đến chuyện ngồi kiệu quan khu chiêng có trống mà trở về vệ sở nở may nở mặt xuất hiện trước đám người đã ước kiếp gã ngày xưa không khỏi ngửa mặt lên trời mà cười lớn người đang cử cái quái gì vậy đại ca nói quân binh lần này rất lợi hại ở đây cũng phải cẩn thận cẩn trọng một chút kìa, có khi là có người đến thì sao đấy dưới tảng đá bỗng nhiên có tiếng người phụ nữ lạnh lùng hầm hầm nói ừ lưu lãng cúi đầu nhìn chỉ thấy người phụ nữ thân cao không tới một mét rưỡi trên mặc áo vải bố dưới mặc váy cỏ đen nhánh béo lùn và đang cầm một cái tam cổ cương xoa bóng loáng mặt rộng môi dẹt mắt nhỏ lông mày rậm giống hệt như con cóc tinh trên tranh vẽ vậy Lưu lãng nhảy xuống từ trên đá tảng Cười hì nói Sợ cái gì chỉ dựa vào nơi này Có đá có nước hiểm trở khó leo Quan binh phóng hỏa vô dụng Ta chỉ cần phái 10 người Ném đá từ trên cao xuống Thì đừng hòng có tên nào có thể Bén mạng leo lên được à, Đại ca đi rồi sao Phóc dáng của gã còn cao hơn người phụ nữ kia Hai cái đầu hơn Người phụ nữ này chính là thê tử của gã Bà muội của A Đương tên là A Âu Nàng ta vừa tiến xong không quan tâm cố tình chạy lên nhìn A Đương xuống núi. Ừ, đại ca về chạy rồi. Những chạy khác rất nguy hiểm. Đại ca đã điều động hơn 200 dũng sĩ từ đại chạy đi trợ chiến rồi. Sau trại trống rỗng cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng ở trong trận này. He he. Tòa các mẫu lĩnh này của chúng ta phải 30 người là đủ thủ Tới mưa gió chẳng thấu rồi. Huống hồ có tới 160 người hơn chứ. Lưu lãng chỉ chỉ xuống dưới núi. Dưới núi là một dãy thạch lởm chởm chỗ xanh biếc ở giữa là thác suối đầm đìa thanh mát các khe rãnh nối liền với nhau trực tiếp tạo thành dòng chảy hướng về phía xa thấy chưa thấy chưa trong vòng hai dặm không có một cây nào cả quan binh muốn xông vào ta có thể phát hiện từ xa rồi kìa có gì mà phải sợ người đi uống rượu đi trước đó hai ngày cắt lão ti đã đưa đến mình rượu nâu lắm còn có thịt thiêu nấu chín thơm phất ta ta dẫn vài người trông coi ở đây là được rồi gã biết rằng a âu mê rượu như mạng sống của mình vậy lời này vừa nói ra, A Âu quả nhiên thèm chảy nước miếng, mặt mày hớn hở mà nói rằng, được, rượu của các lão ti mang đến giờ này đều không tồi, còn ngon và thơm hơn cả rượu của chúng ta ủ nước kia. nàng ta cua cưng xa, rồi sang người bước đi vài bước, đến bên cửa hang thì bỗng nhiên quay lại nói, này, ngươi có muốn uống một chút hay không? Lưu lãng kể Khan nói, Hề hè, trời còn chưa tối, nào uống trước đi, ta cành giữ núi, muộn chút sẽ uống cho đã kìa. Gương mặt đen đúa của A Âu bỗng đậu ửng lên, không ngờ lại có chút xấu hổ, liếc nhìn gã một cái, lúc này mới lắc mình vào động. A Âu có sức mạnh to lớn vô cùng, còn dũng mãnh hơn cả nam tử, hơn nữa tiểu lượng vô cùng lớn, một khi uống rượu say cũng thích cùng gã đi loan đảo phượng một phen. Nghe theo lời của gã, hiểu ý của gã nên trần đầy vui vẻ bước vào trong động. Lưu lãng nhìn nàng ta vào trong động, sắc mặt trở nên âm trầm. Mẹ nó chứ. Trốn khỉ ho cỏ gáy hoàng vu Ba năm có chục nghìn người Cũng dám vung cờ tạo phán Chống đối với quan phủ Minh Triều sao Đây chẳng phải là muốn tìm đường chết hay sao Không phải lão tử nhẫn tâm Tiếp tục chơi với các ngươi Chỉ có thể xong đời mà thôi hm. thê tử kết tóc xe duyên của ta đó nha Đấy mới là phụ nữ tốt Hiền lương thục đức kìa Có cơ hội cải tà quy chính Đổi lấy chức quan Lão tử không đồng ý Tổ tông ta hắn tức đến nhảy dựng lên kìa nhớ đến thế tử kết tóc dịu dàng yếu đuối trắng trẻo xinh đẹp như Nguyệt Nha lưu lãng bông chốc nóng ruột một phen cũng giống như tên tiểu tử, tử trẻ tuổi đang nôn nóng chờ động phòng hận không thể gắn cánh lập tức bay về quê nhà bảo Ninh trong lúc vô tình gã nhìn ra xa đột nhiên một phen lại định thần nhìn kỹ lại thì ra cây cao nhất ở phía xa trong rừng có chút khác lạ lưu lãng vẻ mặt căng thẳng vội vàng trèo lên tảng đá tay cầm lương bổng nhìn về phía xa một nam nhân mình mặc áo vải phong cách người hán đột ngột chạy đến nói nhỏ đại ca kề ngã rồi e rằng họ tới rồi người này thân thể cường tráng diện mạo thật thà tên là hà thực tại vốn dĩ là lưu dân vô cùng vô công dưới nghề không cách nào kiếm sống đành chạy lên núi đơn thuần vì miếng cơm anh áo xin một chỗ ẩn thân lập mệnh nhất là không nguyện chống đối với triều đình là một trong những tay tâm phúc mà lưu lãng lôi kéo được lưu lãng nhảy khỏi tảng đá, thấp giọng mà nói. Hẳn là không sai được rồi, sao rồi? Bỏ thuốc và rượu chưa? Hà thực tại gật đầu cười. Yên tâm đi đại ca, là quái đậu tử, đích thân phối thuốc, Người man đều thích uống rượu. Gã đang ở trong động khuyên cùng với vài huynh đệ, chuốc bọn chúng uống rượu say kìa. Chỉ có điều, rượu cắt lão ti đưa đến hơi ít, tổng cộng mới có 5 đán, không đủ uống nha. Lưu lãng cười ha ha nói. Bọn chúng đâu có ngu, thật sự để cho bọn chúng say khướt hết, bọn chúng cũng không dám đâu. Năm đàn vừa đủ, giải khuây đỡ thèm cũng được rồi. Chẳng phải bỏ thuốc rồi hay sao? Quái đậu tử, cái gì cũng không được, chứ phối thuốc mê tuyệt đối là hữu dụng kìa, ta tin tưởng. Quái đậu tử, tuổi tác không nhỏ, đã 60 tuổi đầu, thân người khòm khòm, vốn dĩ là một tên đại đạo, có mở một quán rượu tại con đường vùng núi Hoang Vu, chuyên bỏ thuốc, cướp của, lừa tiền tài, tính mạng của người khác. Tuổi đã già nên sau này vốn dĩ cũng thôi không làm nữa. Chẳng ngờ là một lần trông thấy tay này hành hương dễ cộm, nhất thời động lòng tham. Kết quả, những người đó đều là người tầm mắt hiểu biết. Tên này để lộ sơ hở, bị quan phủ truy nã nên mới chạy lên núi. Người ta nói lá dụng về cội, giờ lo lắng chết rồi, thi thể chôn ở đất lạ quê người, hoang vu hẻo lánh. Đã trở thành tâm bệnh lớn nhất của gã, đương nhiên cũng đánh cùng nhịp với lưu lãng, cũng tuyệt đối dốc sức cho triều đình màn đêm dần buông xuống, sắc đêm trên núi ập xuống cực nhanh chóng. nhìn xuống núi, đã là một mảng tối đen như mực. Lưu lãng vội vã quay vào trong động báo bình an. sau đó, mượn cớ tái tuần tra một vòng mà đi ra khỏi động. quái đầu tử cứ như âm hồn vậy bám theo sau. Lưu lãng nói nhỏ: thế nào rồi? Quái đầu tử nhỏ giọng nói: màn nhân bất kể nam nữ không một ai là không mê rượu. rượu do cát lão tì đưa đến không đủ. Ta cũng đã bỏ thuốc và rượu trái cây Do man nhân tự ủ rồi Những man nhân thủ sơn Cũng bị rủ uống vài chén Đoán chừng không tới nửa canh giờ nữa đâu Tất cả sẽ lan ra ngủ Người của chúng ta đều chuẩn bị xong cả rồi ừ. Ở phụ cận Cũng có vẻ tên các đêm Đều là người Hán do lưu lãng lôi kéo được Trong đám người man Cũng có kẻ khiếp sợ muốn hàng Thế nhưng dù sao cũng không cùng chủng tộc Lưu lãng không yên tâm Kế hoạch của bản thân căn bản chưa dám tiết lộ cho đám người đó biết gã tháo cây đuốc trên cây xuống hướng xuống dưới núi vẽ thành ba vòng tròn đợi một lúc lâu mới thấy trong màn đêm bóng có ánh sáng lóe lên chỉ lóe một lần rồi cũng không còn thấy bóng dáng nữa nếu chẳng phải đã nhìn chằm chằm vào vị trí đấy sẽ có người cho rằng mình bị hoa mắt cũng nên lưu lãng an tâm rồi nói thành rồi hậu trại hôm nay còn điều 200 người đi nơi khác chi viện nơi này bị đánh hạ quan binh cũng có thể tiến quân thần tốc được rồi quái đạo tử thấp giọng nói vậy còn những người man này thì làm thế nào đây còn thê tử của ngươi nữa lưu lãng nặng nề nhổ nước mọt cắn răng nói dược tính phát tác liền chó lại hết đi yên đại nhân đã đồng ý không giết họ lão tử cũng chỉ có thể làm đến nước này dù sao cũng không thể chịu chết cùng với bọn man tử được à âu oh, nếu chẳng phải ta muốn dừng chân lại đây liệu ta có đồng ý lấy ả hay không đây đây con mẹ nó chỉ đơn thuần là kiếm làm phu nhân ban đầu ta không đồng ý ca của nàng ta có thể mổ bụng khoét tim ăn tươi nuốt sống ta kìa cứ cháu lại hết đi kế đến quay đầu kiếm ngũ đô đô ta sẽ nghĩ cách để cho ca tử của nàng ta một con đường sống Hề, cũng xem như báo đáp ân tình của bọn họ là được rồi quái đậu tử gian trá xảo quyệt cười hì hì xoay người liền bỏ đi lúc bây giờ dương lăng cực kỳ thận trọng ba 600 tinh binh tuyển chọn kỹ lưỡng vẫn chưa làm hai bộ 600 ở trước tiền vào tiến vào vùng rừng núi dậm dạp hai bên các mô lĩnh trước còn lại 3.000 người ngựa thì theo ở phía xa. Thấy ngọn lửa trên núi quay ba vòng, trong lòng Dương Lăng yên tâm, tức thì phất tay. Tướng quân du kích thôi quý, đích thân xoa lĩnh, 300 tên đặc chủng binh, mặc áo ngắn, giả trang sơ sài, lưng mang đơn đao, trên vai phối thêm xạ tiễn, chậm rãi, yên nắng tiến vào trong các mô lĩnh. Đợi khi bọn họ xuống tới núi, người man trên núi đã bị giật tính phát tác. Tính háo rượu của người man quả thật không thể tin được, huống hồ vốn dĩ, số lượng 10 chén, một hai chén chẳng qua là giải khát cho nên không tin nào là thấy rượu mà không uống đây cũng là để giữ tính mạng của họ nếu không man binh mà thủ động bên ngoài lưu lãng ắt phải dùng thủ đoạn mà diệt trừ hết lúc này đỡ tốn sức lực lưu lãng xanh người cho hết man binh đang ngủ say ngáy khò khò kia lại quăng vào trong động sau đấy vội vàng đi ra khỏi cửa động đem hơn 10 cái thang di động quăng xuống núi sau đấy lại lấy hai cây đuốc ném xuống núi thôi quý trong thế tín hiệu trước tiên phái hơn 10 tâm phúc tử sĩ trèo lên xem xem quả nhiên không chế được cục diện lúc này mới phát ra tín hiệu chỉ người mình mới biết thôi quý yên tâm để cho toàn bộ binh sĩ lên núi 300 sĩ binh lặng lẽ leo núi các màu lĩnh lưu lãng vội vàng lên trước tiếp đón thôi quý cười hì hì cho gã uống viên thuốc ăn thần trước lưu thủ bí hôm nay cũng nhờ ngươi lập công đầu tránh phải thương vong quân binh nói người biết hôm nay lĩnh binh đến công là khâm sai dương đại nhân Người mặt mày rạng rỡ rồi đấy Chốc nữa lấy được ngũ đô đô Chỉ cần ngươi lập thêm một công nữa thôi Dương đại nhân sẽ có thưởng Tiểu tử ngươi tiền đô rộng mở rồi hey. Lưu lãng vừa nghe vừa mừng rỡ Vừa vàng bồi cười nói hey, Dương đại nhân đích thân đến sao ai cha đích thân đại nhân lâm trận Đây quả thật là à, Quý đại nhân yên tâm Tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức lực mà Lúc thôi quý phát tín hiệu cho người ở dưới núi lưu lãng thì khiêng quần áo người man cho binh sĩ thay một canh giờ sau toàn bộ quân binh đã leo lên đến các mô lĩnh các mô lĩnh nho nhỏ đã chật kín người đầu đầu cũng là binh lính a âu và đám người man đã tỉnh lại vừa thấy mình bị trói lại thấy lưu lãng ở cùng với đám người hán đi đi lại lại tức thì hiểu ra mọi chuyện không khỏi chỉ bới ầm cả lên lúc này dương lang cũng leo lên núi lưu lãng nghe nói khâm sai đã đến sợ hắn nghe thấy tiếng chỉ bới khó nghe của người man vội vàng kêu người biệt miệng đám người man lại Thế nhưng vừa chặn được vài cái mồm Thì Dương Lăng đã bước vào trong động Thôi quý và lưu lãng răng đón Giả vờ chẳng thèm nghe thấy Tiếng chỉ bới đinh tai điếc góc kia Cũng may thật ra Dương Lăng căn bản Chẳng hiểu tiếng man Hắn thấy lưu lãng trước tiên là khen ngợi một phen Phải biết rằng việc lưu lãng chịu hàng Không những đỡ tiêu tốn vài nghìn binh mã Dậy lửa trong núi Đối với quân minh mà nói Cũng đồng dạng tạo thành khó khăn lớn nhất rất lớn Khiến cho bước tiếp theo công đánh sau khi lên núi sẽ bị chậm lại mà a AH hắc quyết đoán đốn cây chặt rừng đối với việc tiếp tục công hỏa cũng tạo thành thế bất tiện rất lớn đồng thời tuy rằng tống tiểu ái thủ giữa cửu ti thành và đô đô chạy thì nhưng ai biết được người man có phải còn vật đạo nào khác hay không nếu như lưu lãng kiên trì thủ ngũ đô đô cửu ti thành lại phái ra viện binh thắng bại ra hai bên nó không chừng sẽ thất bại trong căng thấp người này thực sự đã lập công lao rất lớn Lưu Lãng có được lời khen từ đích thân Khâm Sai đại nhân vui mừng khôn xiết. Mọi người nghị luận một phen liền quyết định đánh ngũ đô đô. Trước tiên lấy những vật dễ cháy ở trên các bộ lĩnh ra châm lửa. Quan binh từ phía giao hò làm ra vẻ giết chóc kịch liệt. Không bao lâu, hậu sơn phải ra do thám đuổi đến xem tình hình. Người vừa ló mặt đã bị quan binh chế phục, tức thì Lưu Lãng và mấy tên tiến lĩnh theo mười mấy quan binh ăn mặc như người man mò mẫm đến phía hậu trại giữa hai đỉnh núi Cáp Mau Lĩnh và Ngô Đô Đô có một con lương hẹp, giữa sân lương bị người đạp đến cọng cỏ sống cũng không nổi. Bên phía sân lương cũng có người man chấn thủ, ngoài ra nếu cứng rắn mà công, trái lại có thể công được, chỉ là khó tránh khỏi tiêu hao thời gian, đồng thời thương vong cũng không nhỏ. Lưu Lãng lĩnh hơn 10 tên xông lên sân lương, dọc theo dùng man ngữ lớn tiếng kêu la, man tử ở đối diện, kinh hãi hỏi tùy hình. Vừa nghe toàn là người quen, không khỏi bỏ cung tên xuống nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Lãng vừa chạy vừa nói Không xong rồi Quan binh tạo thang leo lên Lại dùng lửa công núi Chúng tôi chống đỡ không nổi Mau mau Phải lập tức thông qua A Dương Phái binh viện tới Man tử đầu lĩnh nhảy ra từ góc tối Kinh hãi mà nói Cái gì Cặp một lĩnh thất thủ rồi sao Lưu Lãng lớn tiếng mà nói Vẫn chưa Thế nhưng quan binh công phá rất mạnh Đề phòng vặn nhất đi Mau Phải phái binh viện trợ Người là gỗ đầu gỗ sao Ao đang ở phía trước kia Ga nói xong đã vọt lên trước, giơ tay chém xuống xoẹt một tiếng, một cái đầu người đang yên đang lành rơi xuống dưới đất. Làm người man thất kinh không hiểu đầu đuôi ra sao. Những quân binh đi theo cũng giơ cao chém xuống. Cung tên bay loạn xạ, chỉ có hai tên man tử kịp chạy đi vài trượng cũng bị tên lạnh bắn chết ngay tại chỗ. Núi này thất thủ, phía trước chính là hậu trại của Ngũ Đô Đô. Quân binh có thể thần tốc mà tiến. Lưu Lãng lại chủ động giết giặc, múa may kỹ xảo, dẫn theo mười mấy người tiến vào trại trước, dùng đao ép A Đường dùng tên bắn chết man binh hộ vệ ở bên cạnh của gã đại đội quan binh hung hăng mà vào tứ phía giết chóc man binh chạy tán loạn ngũ đô đô thất thủ những man binh tinh lệ thì đã sớm chạy đến tứ đô đô báo tin lúc quân binh trọng thương đến được tứ đô đô trên núi cung tiễn đã như mưa lôi thạch lăn xuống ầm ầm bắn chết và đè chết một số quân binh thôi quý đuổi đến rắn tay áo lên chỉ thốt lên hai từ phóng hỏa ngọn lửa bùng cháy trên núi liền không một ai đứng vững người man liền đuổi nhau xuống núi cản trở quân binh trong thung lũng nhánh quân tinh nhẹ do dương lang đích thân dẫn đầu phía sau là khâm sai đô chiến phía trước là thư quý dũng tướng chỉ huy lưu lãng dẫn theo đám người giả dạng man tử một tay buộc ký hiệu quan binh trà trộn giao chiến hai bên và không ngừng đánh lén làm cho người man đầu óc trắng váng quan binh chỉ trả một cái giá cực nhỏ liền công hạ được chủ trại tứ đô đô sơn trại đều làm từ hàng rào sao có thể chịu được hỏa công đây đây còn do đường núi hiểm trở quân binh không thể vận chuyển đại pháo lên đây nếu không chỉ tốn hai pháo liền bùng nổ thành bình địa nhưng tướng canh giữ của tứ đô đô là ali rất hiểu mình bại thì có nghĩa là gì người này hung hãn ác độc thắng nga Đường. đích thân giết thế tử hải nhi sau đó ép toàn bộ người man tử thủ sân trại triển khai vật lộn với quân minh về nhà ở cây cối giếng nước và chiến phòng đây là một trận huyết chiến thật thụ song hơn ba chiến sĩ quân minh Già trẻ lớn bé, ở trên đô đô trại cũng chỉ hơn 2.000 người. Mặc dù người man, ôm ý nghĩ liều chết, huyết chiến không lùi. Cả ngọn tứ đô đô vẫn dần dần rơi vào trong tay của quân minh. Dương Lăng thì ở hậu phương, chỉ huy quan binh vận chuyển thương binh, tạm giam tụ binh và hàng dân. Thôi quý, phía trước phóng hỏa, phóng đến nghiện. Dọc đường thế trại, đốt trại, thế lính, đốt lính. Hành quân qua nơi nào thì nơi đó khô cằn tàn lội. Ah Hắc nghe tin ngũ đô đô và tứ đô đô thất thủ cũng thấy trong màn đêm mà ánh lửa bùng lên tứ phía cách biệt lực lượng quá lớn từ bỏ tứ đô đô lệnh cho tam đô đô và nhị đô đô trực tiếp rời chạy ngay cả phụ nữ trẻ em lão ấu cũng ném cho quân binh tập trung toàn bộ chiến lực bảo toàn chủ núi đại đô đô đồng thời phái người men theo đường nhỏ đến cầu cứu viện binh của cửu ty thành đến lúc này quân binh công như thần tốc dạng sáng ngày hôm sau quân binh đã bao vây đại đô đô tảng sáng cỏ cây chẳng có xương sớm thanh lạnh mà phủ lên tàn cho dơ bẩn và đen nghịt. Những quân binh bị thương dưới sự diều sắt của nhóm binh sĩ lui khỏi chiến trường. Tù binh man binh và phụ nữ cũng bị áp giải đi theo xuống núi. Ngoài núi yên cao tài phụ trách giải quyết hậu trường, phụ nữ già trẻ lão ấu bị phân tán đi các thôn trại mỗi châu mỗi huyện, mỗi thôn không quá ba năm hộ được nha sai canh phòng nghiêm ngặt tránh cho bọn họ lại tập kết lần nữa xảy ra biến cố. Ở trong núi tạm thời rơi vào giai đoạn tĩnh lặng. Mấy mươi nghìn đại quân tập trung dưới chân núi Đại Đô Đô trên núi cũng yên lặng như tờ Trời đã sáng rõ Nhưng vì mấy hôm nay mưa to Mây mù buổi sáng mờ mịt Phía xa mười trượng cũng chẳng thấy bóng người Lúc này không dễ công núi Quan quân cũng tạm thời tiến vào trạng thái chỉnh đốn và nghỉ ngơi Một đêm chưa được nghỉ ngơi Lại buôn ba không ngừng Dương Lăng cũng có chút mệt mỏi Thế nhưng những ngày tháng luyện võ không nghỉ Nhất là luyện nội công Võ đang chính tông Đối với tinh thần, tịnh thân, dưỡng tánh Cường tráng khí lực Kỳ thực có hiệu quả không thể tả được cộng thêm không có đích thân tắt chiến, xem ra Dương Lăng có tràn đầy tinh thần hơn sĩ binh rất nhiều. Sắp xếp sĩ binh thủ vệ, đồng thời lệnh cho đại bộ phận sĩ binh dựng trại nghỉ ngơi tạm thời. Đợi tất cả bận xong, Dương Lăng và đám đông chư tướng tụ họp lại, leo lên một súc núi nhỏ của Đại Đô Đô, sương mù vẫn không có tan. Núi Đại Đô Đô cao chừng 4-500 trượng, mây mù len lỏi khó thấy hình dạng, một tướng lĩnh lo lắng giơ tay thử hướng gió, hắn nói: "Đại nhân, coi cái bộ dạng này chúc nữa e rằng lại có mưa thôi mưa lớn mà xuống lũ bất ngờ ập đến quân ta ở dưới chân núi địch ở trên núi nếu không nhân cơ hội dầm mưa mà đánh hạ đối với quân ta là đại đại bất lợi theo mặt đúng thấy không thể nghỉ ngơi tất phải gắng gượng thêm tức thì công núi mới được lý trạch cũng nói nếu như kéo dài chiến sự e rằng viện quân cửu tiên thành sẽ đuổi đến thôi quan trọng nhất là còn có một toán ẩn bá sơn nhất là hậu trại đô đô trước cửu tiêu sơn địa núi trùng điệp chúng ta không phải mình vây hãm nơi đấy có một con đường tắt thông từ cửu tiết thành sang đô đô trái cự ly khá là gần chỉ sợ không lâu sau viện binh sẽ đến xem ra chúng ta cùng lắm phái ra hai nghìn người tình hình bình thường thì không sợ nhưng nếu mưa lớn mà xuống cũng khó mà nói đây nhìn sắc trời dương lăng cũng cảm thấy lo sợ trời mưa giàn rụa thời này không có bình khí tượng ai có thể đoán được thời tiết trong vài ngày trước đó đây nhưng loại thời tiết này Muốn công núi, căn bản là không tưởng. Giờ mây mù dày đặc khắp trời, chẳng trông thấy gì cả. Người man chỉ cần ném đá thạch từ cao xuống, nên có thể tổn thương người. Quan binh làm sao tác chiến đây? Địa mạo xung quanh, cùng với con đường tắt giữa ẩn bá sơn và đô đô chạy, đã nằm sẵn trong tâm trí của Dương Lăng rồi. Hắn nhắm mắt suy nghĩ dây lát, nói với Lý Sâm. Chúng ta còn bao nhiêu lương thức? Lý Sâm nói, đủ ăn một ngày rưỡi. Dương Lăng chắp tay bước đi hỏi Ở đây vị nào am hiểu thiên tướng Xem thời tiết này mưa sẽ kéo dài bao lâu được không Người tướng lĩnh đầu tiên đề cập đến mưa to Liền chỉ tay nói Đại nhân mặt tướng quan hiểu đôi chút E rằng lại có một trận mưa to Tuy nhiên hai ngày trước đã có một trận mưa to rồi Hơn nữa trận mưa này xem ra cực kỳ lớn Sẽ không mưa quá lâu Cùng lắm là một ngày Cũng là thời gian dài nhất rồi Ánh mắt của Dương Lăng lóe lên, trầm ngâm rồi nói: mưa lớn mà xuống lũ đến bất ngờ man nhân ở phía xa tại cửu tiết thành con đường chính yếu có tống tổng binh thủ vệ chúng không đến được đâu nhưng điều lo lắng duy nhất chỉ có ẩn bá sơn mà thôi lúc này nếu như công núi trước tiên là thương vong khó lòng mà đếm xuể hơn nữa thời gian công quá lâu giữa đường mưa to bão bùng quân ta làm sao mà xử lý đây e rằng lúc đó man nhân thừa cơ mà xuống núi quân ta sẽ toàn quân tan tác giữ địa hình hiểm yếu thế này một khi đại quân tan tác thì hắn đột ngột dừng bước lại lên tiếng dùng binh áp phải tùy cơ mà tất thắng nhưng quân ta thắng lợi ở trong tầm tay lúc này mà mạo hiểm toàn quân tan tác thật sự là không đáng mà truyền lệnh tam quân tức thì giải cư chỗ cao bốn bè của đại đô đô về kín nó lại vậy nhưng không đánh cứ đợi cơn mưa to qua đi lương thực phải tiết kiệm vạn nhất thế mưa liên miên thì khó lòng mà thu xếp được chỉ ít lương thực phải duy trì đến hai ba hôm kìa. hắn ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói ẩn bá sơn ở trong núi sâu vốn muốn lấy hạ đô đô trái tiến binh kiểu ti sơn rồi mới đối phó với nó nếu nó phái viện binh tự mình nộp mạng thế thì quá tốt rồi lý trạch người số lĩnh binh sĩ lui khỏi đô đô trái lập tức đến thuyên thuyền Trạch người man ở ẩn bá trái nếu muốn viện trợ tất phải đi qua núi này dương lăng gọi lý trạch đến vẽ địa hình lên đất rồi lại từng tận sắp xếp một phen lý trạch nhận lệnh mà đi sau khi dương lăng hạ lệnh đại quân bắt đầu di tản khỏi chỗ cao chiếm cứ phần lớn rừng núi cao hiểm trở xung quanh sau nửa ngày mưa to tầm tã dày đặc mịt mù giọt mưa vừa to vừa gắt rơi xuống da thịt đau nhức nếu người đứng dưới mưa hai mắt quả thực chẳng thấy gì cả thấy thiên uy như vậy quan binh tướng lĩnh không khỏi hoảng sợ biến sắc nếu như buổi sáng mạo hiểm tấn công núi trong vòng nửa ngày không đánh hạ được đại đô đô trận mưa này e rằng sẽ giúp bọn người man mấy mươi nghìn tinh binh toàn bộ đều chôn vùi tại chỗ này mưa đến lúc hoàng hôn thì dịu lại nhưng theo tiếng bò giống lũ hội tụ ở khắp nơi bất ngờ giết cào ở dưới chân núi dòng nước xiết vẩn đục xen lẫn đá vụn cây ngã ra dãy rùa chảy về phía xa xa tình hình như vậy ai cũng đừng hòng mà động thủ đánh giặc cũng chẳng cần lo lắng người man trên núi sẽ sung núi đánh lén quân mình liên tục công núi hai ba ngày liền ngả đầu ra ngủ trái lại được nghỉ ngơi một đêm thật ngon giấc quân của lý trạch vừa rời khỏi núi cơn mưa vừa hay ập đến thấy cảnh tượng này lý trạch không khỏi thầm tán thưởng dương lăng thần cơ diệu toán đối với việc người man ở ẩn bá sơn có đuổi đến chi viện hay không hắn cũng không dám chắc nhưng nếu man tử thật sự có đến phục kích tiêu diệt nhánh quân này một là có thể giảm thiểu mối nguy cơ của đô đô trại hơn nữa quân sinh lực bị diệt ẩn bá trại cũng là vật trong tay căn bản không cần đánh lúc đánh cửu ti sơn thì tiện thể đánh hạ cho nên lý trạch trở lại không dám chế nải thời cơ y lệnh cho quân đội đóng quân tại chỗ tránh khỏi trận mưa to nhất sau đó dầm mưa xuất phát cưỡng ép lên đường cuối cùng đến lúc trạng phạm tối đến được thuyền thuyền độ thuyền thuyền độ cũng không quá hiểm yếu bởi vì trong núi có nhiều tảng đá to được cọ rửa nghìn vạn dặm nghìn vạn năm trở nên bóng loáng chân láng lúc nước cạn thì lộ lên trên mặt nước đen kịt nhăn bóng nhìn từ xa cũng giống như con thuyền nhỏ do đó được người ta đặt tên gọi là thuyền thuyền độ Nơi này xưng là độ khẩu cũng chẳng biết bao nhiêu năm rồi, nhiều lần lũ lớn thay đổi tuyến đường, nước ở đây cũng trở nên cạn đi, đã không còn gọi là độ khẩu nữa. Người bình thường cuốn đống quần lên, lội bộ là có thể đi qua. Lúc Lý Trạch dẫn quân đuổi đến, thuyền thuyền độ đã có bộ dạng như vậy. Tiếng nước như sấm, mặt nước cao hơn bình thường ba thước, chảy nhanh đến kinh người. Lý Trạch biết lũ nơi đây khó mà lường trước được, đến nhanh đi cũng nhanh, nói không chừng đến giữa đêm thế nước đột ngột hạ xuống cũng hoặc giả nửa đêm bất chợt thấy nước trào dâng để tránh nước lũ kim sơn y đóng quân ở phía đồi cao sau rừng phía bờ sông thì sắp xếp cảnh vệ dày đặc lại đích thân đi tuần tra sáng hôm sau mặt trời vừa mọc thấy dương đỏ ửng cao cao treo lên trên không mưa đến nửa đêm đã tạnh lại trải qua cơn lũ nửa đêm giờ dòng nước dưới chân núi cũng không quá sâu coi bộ dạng hôm nay thích hợp để phóng hỏa cũng thích hợp để giết người lúc bấy giờ trong lều Dương Lăng sớm sớm đã tụ hợp các tương lĩnh nghiêm chỉnh ngồi đợi đại nhân hạ lệnh Dương Lăng cả người mặc áo bào nhẹ màu trắng thản nhiên bước ra ngoài và trong lều trong quân võ người người nghiêm nghị thô kệch càng thấy hắn môi đỏ răng trắng phong độ nho nhã Dương Lăng thuận tay tra kiếm vào vỏ đưa cho thị vệ lại nhận lấy khăn mặt lau lau mồ hôi cười với các tương lĩnh <laughs> để các vị chờ lâu rồi mọi người chi bằng cùng dùng bữa đi không cần phải nghiêm túc như vậy đâu Dương Lăng cười dài ngồi xuống, thở ra một hơi, rồi nói. Chẳng trách sĩ Minh, luyện khí, thường tìm vùng núi sâu, ít ai lùi tới. Luyện công ở nơi đây, đây, thật sự là thiên địa linh khí mà, có thể tịnh tâm, dẹp bỏ tạp niệm. Bổn quan luyện khí nửa canh giờ, luyện kiếm nửa canh giờ, giờ toàn thân thư thái, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Lý Sâm giờ khóc giờ cười mà nói. Đại nhân, toàn quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi, chúng ta khi nào thì tấn công núi đây? Dương Lăng cười dài mà nói Hoàng đế còn thiếu binh đói hay sao Gấp làm cái gì Thiên theo nhân Nguyễn, Mưa to đã dừng Trước mặt chúng ta hiện tại vẹn vẹn Chỉ còn lại một tòa đại đô đô này mà thôi Muốn đánh kiểu ti Còn có ba trở ngại Bổn quan đã lệnh cho hành niên Kiềm quân đội Nghiêm thủ Chặn đường tháo lui là được rồi Trái Phải Đều có cả Phải Thì có lăng tiêu sơn Giờ đã là đất của triều đình Ta có đô đô trái Không cần nửa ngày Là có thể đánh hạ được rồi kiểu thi thành dễ như trở bàn tay còn lo lắng cái gì đây lý sâm giật mình mà nói dễ như trở bàn tay sao đại nhân đừng sơ ý khinh địch sau cơn mưa to đường núi buồn lầy chân trượt cây cối trên núi bị người man chặt phá gần hết rồi cỏ cây um tùm lại ướt sũng khó lòng mà bắt lửa quân man dựa thế núi mà thú theo thì chức thấy toàn lực công đoạt cũng không thể trong hai ngày có thể đánh hạ được dương lăng cất tiếng cười to vui sướng mà nói Lý đại nhân của ta ơi, trên núi chỉ còn lại bụi cây thấp bé và cỏ lau, đốt cháy đi nữa cũng khó lòng mà tạo thành thế uy hiếp cực đại được. Nếu như đổi lại là hôm qua, bổn quan còn cảm thấy có thể dùng cả ngày. Tổn thất chỉ ít 8000 người ngựa mới có thể đánh hạ ngọn núi này được. Thế nhưng hắn lại cười dài mà nói, sau cơn mưa này, đừng núi chân trượt Trông thì có vẻ công núi khó khăn bội phần Thế nhưng cỏ cây khó cháy Cháy lại lại là một chuyện tốt kìa Chẳng lẽ người không biết công khói còn lợi hại hơn gấp công hóa 10 lần hay sao? Lý Sâm ngạc nhiên nói Sao? Khói công ngữ? Dương Lăng cười hì nói Nào 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 ăn cơm ăn cơm đi Sau khi mặt trời ló dạng trời quang xanh thẳm Thế núi rõ ràng vô cùng Thế nhưng hiện giờ lại cái gì cũng chẳng nhìn thấy Cả ngọn núi bị bao trùm bởi khói bụi mù mịt So với trận sương mù hôm qua còn dày đặc hơn rất nhiều phải nói là đưa tay ra chẳng thấy năm ngón tay. Dưới núi Đại Đô Đô, ba mặt bị bao vây, một mặt phóng hỏa. Quan binh mặt thuận gió phải hao phí khí lực rất lớn, thậm chí phải liều đem cả mình đi làm mồi lửa. Xong chẳng dễ dàng gì dẫn được những giọt nước tiêm hắt muốn nhỏ giọt cùng bụi cỏ lau. Dương Lăng còn gọi quan binh chuẩn bị cắt đất, vừa thấy nơi nào bắt lửa mạnh lập tức đắp lên dập tắt. Những cây thấp bụi, cỏ ướt sũng trở thành từng cụm khói đạn. Đây là trận chiến cuối cùng, cũng là trận chiến kỳ lạ nhất. Quan binh ba mặt nghiêm trận chờ đợi. Yên lặng ngẩng cổ, nhìn mê đen bao trùm lấy đại đô đô. Một mặt quan binh phóng hỏa, lại không ngừng khống chế thế lửa ủ khói. Không có tiếng giết chóc, không có đau thương trên mặt trận. Dương Lăng cùng mười mấy tướng lĩnh lớn nhỏ ngồi trước lều soái nhìn cảnh tượng chiến trận kỳ dị này. Thuyền thuyền đô thấy nước đã hạ xuống chậm rãi. Phía rừng đối diện xuất hiện bóng dáng người man. Mười mấy man binh đang đứng bên bờ quan sát mặt trận, sau đấy lội nước qua sông lại vào rừng do thám một phen sau đấy vẫy gọi phía bờ bên kia tức thì man binh như rừng rậm xuất hiện cầm trúc thương trường đao và tranh nhau xông qua ước chừng hơn 300 tên man binh vừa qua sông một hồi chống trận vang lên binh lính lý trạch hò hét dông ra từ trong rừng rậm cua đao thương đón man binh tức thì bọn man binh bị chém ngã một mảng đây chẳng phải do võ lực của quân minh mạnh hơn người man mà là do khi nước lũ bạo phát thì nước sông lạnh giá vô cùng nước trong không sâu mặt sông cũng không rộng thế nhưng giống như sự so sánh của yên cao tài nhìn không chút huynh nguy hiểm kỳ thực còn đáng ra hơn cả liệt hỏa cho dù là đại hán cường trắng nhất đứng một phút trong nước hai chân cũng tên liệt hết cảm giác nếu không có người nâng đỡ đừng hòng mà ra khỏi sông đêm qua lý trạch vốn muốn chơi trò nước dìm thất quân thiết lập cạm bẫy trên sông thế nhưng lúc đấy thấy nước quá xiết y dẫn một số binh sĩ đi thượng du muốn ngăn nước đá lớn ném xuống nước cũng bị cuốn trôi. Có vài tên lính đứng ngay bên vùng nước, cạn một lúc cũng bị đông cứng ngắt không động đậy được. May mà phát hiện sớm, vội kêu người kéo dậy. Lý Trạch lúc này mới phát hiện dòng nước lạnh buốt vô cùng. Một tướng lính khôn khéo chính là phải giỏi về mọi mặt, về phát hiện, đồng thời lợi dụng tất cả lợi thế của mọi thứ. Lý Trạch phát hiện ngăn dòng sông không khả thi, nhưng nước chảy cực lạnh, người vừa bước ra từ trong nước, hai chân sẽ bị tê liệt, nửa ngày trời chẳng thể động đậy đây cũng là lợi thế. Thế là vội vàng quay về. Bảy mưu tính kế lại một phen. Không ngờ hôm nay quả nhiên công hiệu. Đám quân man vượt qua sông, thiếu hụt về chiến lực. Man tử trong nước còn chưa phát hiện ra mối chốt vấn đề, liều mạng nhảy xuống nước qua sông viện trợ. Những man tử lội sông đã vượt qua bảy trăm người. Trên dòng chảy đứng đầy những người vội vàng cất bước qua sông. Những man binh sông lên cạn chiến đấu với đám quân binh lợi thế hơn về số lượng, thể lực nên lâm vật thế suy yếu ngã đổ. Trong rừng nơi thực du lại tạo ra một nhánh quân chỉ là ở phía xa dùng cung tên bắn xuống nước nước chảy kịch liệt chạy ra máu tươi và sắc người ngã xuống tức thì bị cuốn trôi mắt thấy thế trận bất lợi man binh muốn rời nước lui về bờ bên kia cũng không có đường lui bên cạnh man tướng ở bờ bên kia chỉ còn lại 300 người hơn thấy cảnh tượng này gã hiển nhiên nên kết đoán dẫn người thoái lui lui về ẩn bá sơn nhưng đám lính qua sông lại là, là toàn bộ chủ lực rồi nếu mất đi đám sĩ binh này cho dù quay về sân trại thì đã sao đây? Nhưng tình hình hiện tại đem 300 mạng người hơn này đẩy lên chiến đấu cũng bất quá là lột mạng, chịu chết mà thôi. Man tướng tiến thoái lưỡng lan, cuối cùng giống lên tuyệt vọng, chuẩn bị từ bỏ sĩ binh đã qua sông quay về sân trại, sau đấy toàn trại đầu về cứu tư thành tự bảo toàn. Đáng tiếc, gã sắc ngộ quá muộn, chiến sự vừa nổ ra, một nhánh quân binh 2.000 người đã vòng qua thượng du, chặn đường lui của bọn họ Thuyền thuyền độ trở thành nơi chôn thân của 1.147 chiến sĩ ẩn bá sơn thân vùi hiểm địa tứ cố vô thân toàn bộ bị chôn tại độ khẩu xưa. Man nhân đô đô trại xưa nay chưa từng thấy qua nhánh quân viện trợ mà man tử trên núi ẩn bá sơn cho đến khi đầu hàng mới biết được nhánh quân do mình phái đi đã toàn quân bị diệt. Lý Trạch vốn không phải người liều lĩnh khinh địch, y cũng biết dựa vào vài nghìn người của bản thân. Nếu như xâm nhập vào rừng sâu một nhánh quân man tầm vài trăm người liền có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Thông thường một nhánh quân đội thường có người ngựa cắt đuôi. Nếu như bọn họ còn có nhánh quân thứ hai rất có thể sẽ vòng qua từ đường hạ lưu qua sông, vòng qua quân đội của Lý Trạch rồi trực tiếp đánh vào đô đô trại hoặc tiêu diệt họ từ phía sau. Cho nên một khi viện binh của Man Nhân bị diệt trừ, Lý Trạch tức thì lãnh binh lui thủ quan âm nham, phòng bị dựa vào địa thế hiểm yếu tránh quân man lại tái chiến xuất hiện mà lúc này ở trên núi đại đô đô đã bắt đầu thu dọn chiến trường a AH hắc đã tự vẫn năm người a ngoã a quế thì bị bắt sống những man nhân còn sống thì dơ cao hai tay để quân binh áp giải xuống núi người nào người nấy đều trở thành hắc nhân đen như cục than đại trại trên đỉnh núi đã chìm vào hỏa liệt hừng hực vùng đất căn cứ to lớn nhất cổ xưa nhất của người man từ nay đã trở thành một mảnh gạch ngói vụn vãi dương lăng cùng với các tướng lĩnh đứng trên đỉnh núi Nhìn đoàn người ngựa nối nhau không dứt di chuyển bên rìa núi Sau đấy không hẹn mà cùng quay đầu Nhìn về kiểu tư thành Với đời núi sâu thẳm, sương mù đang ngăn cách Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 134 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại you mm -hmm.